Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Lĩnh Nhân, dược sĩ phụ trách sản phẩm Pharmanex đến từ New Skin Việt Nam. Ngày hôm nay là một số rất đặc biệt dành cho những người bị suy thận khi có nhu cầu sử dụng sản phẩm Cordimax CS4. Đầu tiên chúng ta cần lưu ý theo thông tin của Bộ Y tế. Những người có bệnh lý nền cần phải có ý kiến từ bác sĩ chuyên khoa khi muốn sử dụng các thực phẩm bảo vệ sức khỏe nói chung. Nói chi tiết hơn về Cordimax CS4, tại sao sản phẩm có công dụng bổ thận nhưng lại cần lưu ý khi sử dụng cho bệnh nhân suy thận? Như chúng ta được biết, suy thận là tình trạng mà thận đang ngày càng bị suy giảm về chức năng lọc. Chính vì thế, có thể dễ hiểu hơn như chúng ta thấy, thận khi bị suy nghĩa là đang cảm thấy rất là mệt mỏi. Và nếu như chúng ta cung cấp vào cơ thể, vào thận, hàm lượng các chất dinh dưỡng ngày càng cao, dù đó là các dưỡng chất tốt cho cơ thể, tuy nhiên với hàm lượng cao thì sẽ tăng áp lực lọc lên cho thận, từ đó làm cho thận phải hoạt động tăng ca và trở nên mệt mỏi hơn. Chính vì thế, việc lạm dụng các thực phẩm bảo vệ sức khỏe nói chung sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của thận. Vì vậy, khi đối với những bệnh nhân bị suy thận, nếu có nhu cầu sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe nói chung hoặc Cordimax nói riêng, cần phải có tham vấn từ bác sĩ chuyên khoa hoặc bác sĩ đang điều trị để có những liều lượng phù hợp và hướng dẫn thích hợp cho người đang điều trị bệnh suy thận. Vừa rồi là những thông tin mà chúng ta cần lưu ý và hiểu rõ hơn tại sao người bị suy thận cần phải quan tâm khi sử dụng sản phẩm Cordimax CS4. Lưu ý nhé, chúng ta cần có ý kiến từ bác sĩ chuyên khoa khi sử dụng cho các đối tượng có bệnh lý nền. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video kỳ sau.